Đây là mình nhìn cái chữ Pullman này đó. Thôi đi vô thôi, vô ăn thôi. Món đâu rồi? Nó lại như cái cửa là đồ chơi vậy. Đây nào, ba cứ lo xa vậy. À, đây. Cái này. Ôi nhìn cái đi ta, cái quậy, cái thông đẹp quá. À. Ba ơi chụp hình cho mẹ ngay cây thông đi. Ba hai cha con đứng vô. Ý nhưng mà đưa điện thoại của ba kìa. Thôi ba cứ làm thủ tục đi. Đồng tiền chưa mà, về chưa tới giờ. Đây hả? Ngồi đợi hả? Ờ, mình kiếm cái chỗ chơi con nít. Ừ đi, khuôn viên rộng quá ha. Để ba hỏi, nè, con lên nè. À. Con ơi, đi đâu rồi? Đồ chơi chụp con đâu? Mẹ không biết. Mẹ đồ chơi chụp con đâu? Bên kia cũng đẹp em. Đồ chơi của con đâu mẹ? Mẹ không có biết. Hả? Đi con đâu? Con hai đi. Hai. Con đi đâu đây? Nhà trò chơi. Chưa. Chưa hả? Đang chuẩn bị thôi. Vậy hả? Nhưng mà đây là hỏi cái chỗ. Đi nhà trò chơi. Đi đâu đây? Ra đây hả? Đang kiếm cái chỗ chơi cho. Ba hỏi đi. Ba hỏi. Đây 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 nè. Đây này có anh này nè. Lớp nè, giờ nè. Hả? Ờ, đi xuống nói đi. Bấm vô. Gờ đây là gờ rồi, bấm đi nữa. Cái này, gờ rồi hả? Cảm giác lạnh lẽo. Ba bỏ cái áo đàng hoàng, kéo cái áo đàng hoàng. Ủa, đỡ đâu mà đi hay quá vậy, toilet nè. Qua kia hả? Sao ba không hỏi? Tầng G thì ta bấm. Ba hỏi gì? Tầng mấy hả? Đây là ra ngoài. Này mẹ thấy anh kia sao ba không hỏi? Ông ở đây nó đẹp thiệt đúng không ba? Sao? Đi ra ngoài coi thử. Trời ơi, cứ quay một. Ôi, đây là em bửu nè, đặt rồi nè. Ôi trời, chưa gì mà ngồi vô ăn rồi nè. Chưa có đồ ăn mà ngồi vô ăn rồi nè. Đi đói bụng lấy trứng đi. À, đói bụng lấy trứng đi hả? Đi ăn buffet mà kêu lấy trứng. Đi ăn buffet hải sản mà kêu lấy trứng. Thôi đi nào. Lấy trứng mà. Đi. Đi thôi. Đi. Mẹ đi vòng đi. Này ba, để mẹ dắt nó đi một vòng đó. Ê, ba đi không? Không. Mẹ giữ chỗ. Ê, đẹp quá ba. Mẹ đi một vòng đi rồi quay lại. Mình ăn đẹp á. Hả? Căn cứ. Đi con. Mình sẽ đi dạo xong một vòng xong rồi về là đi lấy sau hả? Rồi. Đi đi đi. Đi đi. Con đi kiếm đồ ăn mà. Con đi đi rồi mẹ quay mon nè. Mẹ lấy trứng đâu? Con biết đường đi chưa? Mẹ trứng đâu? Con đi vòng đường này nè. Mẹ trứng đâu mẹ? Đây nè, đi qua đây nè. Mẹ trứng đâu? Thì giờ con mẹ đi kiếm nè. Đi đường bên đây được không? À đi đường bên đây được nè. Hả? Đường bên đây được. Quay xíu nha, xong rồi mẹ sẽ cho con ăn nha. Nào, mẹ trứng đâu? Hả? Mẹ trứng đâu? Trứng nát đâu? Mẹ không biết nữa. Trứng đâu? Tôm nè, con ăn tôm không? Không. Tôm ghẹ. Ốc nè. Không. Vậy thôi đi qua món khác đi, đây này đi qua đường này đi. Ê, con ăn tôm hùm không?
Giờ con ăn gì đây? Con ăn không ăn cái này. Con ăn gì vậy? Ăn miến. Con ăn miến. Ăn miến. Con đi đâu đây? Con nói chuyện với mẹ đi. Nhà chơi, nhà chơi. Nhà chơi ở trong đây á? Chỗ này là chỗ ăn mà. Mà đi theo không kịp. Trời ơi, cái chỗ này của em bé chứ đâu mon đâu. Thôi vô đây ngồi. Trời, hay là ngồi ngoài để xíu mà vô mày coi nó. Thò cái mặt ra coi. Mặt xấu trai. Nếu mà ở đây thì mình khỏe, mình ăn xong mình có thể ngồi ngó nó bạn. Ở đây mình ngồi ngay đây rồi, yên tĩnh này. Đúng không? Lát nữa mình ngồi ngay vị trí này nè. Hay quá. Ồ, mấy cái trò này cũng chơi nữa. Già rồi cũng chơi. Ý, hay quá. Xếp đi. Con xếp lại thành ngôi nhà đi. À, cái cửa đúng rồi, lắp vô. Người ta đang dọn, chuẩn bị sáu rưỡi bắt đầu mình vô tiệc. Đó, người ta đang chuẩn bị ở khuôn viên ăn uống ở đây. Cái này là cái lối mình vừa mới vô. Ê, sao mọi bữa ba không book đây mà thấy book đây lý tưởng. Book đây thì nó xa trung tâm. À. Nhưng mà hôm bữa buông ma cái gì Malibu nó cũng vậy thôi. Thôi mày tắt nha. Thôi tắt đây.